ở trong là có người lớn này của anh ta trong gia đình xong giờ cũng biết nói gì đây mà đại diện chung cái gì năm hai năm thứ sáu giùm nha. Không có gì cho thức tiền bỏ qua giùm, không có gì nữa. Cha mình thích đời mà thấy con có thằng chim mà cái đó mấy ông già xưa rồi này kia nọ chứ còn mình thôi chết. Cái ngày đứa dâu đó anh bảy chị bảy có ý kiến gì không biết nấu và cái mình đây lấy thằng này nấu cái bằng người đó chú giáo đứa dâu ở vợ nha em xuống mấy giờ cho chị biết thôi với cho chị chính xác bằng xe với bà con mình tập trung rồi nha. Cái nước dâu chắc là chị chỉ đây mình dự lễ làm lễ thôi, khỏi người ăn uống. Chị vợ chảnh đi xuống đến đây chắc cỡ khoảng cho tầm 6 giờ đi. Chị cứ lo đãi bà con ta ăn sáng nhẹ là đó là tùy theo sắp xếp ở dưới đây thôi. Dạ. Còn ở dưới là ví dụ chị xuống nước dâu là khuya đó cho người ta nói tiếng tầm nhẹ xuống nước dâu luôn. Mình chế nhưng cũng phải trình cho ý kiến như là mình biết nha, mình biết ý kiến làm cho nó tròn cho hai cháu như gì. Dạ. Dạ. Vậy tính gì nhà hậu là chở mình đi sao mình sắp xếp cho tới 6 giờ sáng rồi tới đây. Nói là cũng khoảng từ tầm 6 giờ nữa lại cho nó lấy mình làm lễ xong mình đi. Cái khung giờ khoảng 6 giờ 7 giờ mình làm lễ xong mình lên xe đi tại đường cứ xa mình phải tranh thủ cái thời gian rồi. Để nó trễ đó là cái thời gian mình tới làm lễ là nó nắng trưa nóng dữ lắm. Thành ra bây giờ là khung giờ từ 5 giờ tới 6 giờ là thời gian đó mình tới. Để ý của chị Bảy mới là chế khỏi cho cúng ông chầu hai chứ mình đi là sáu năm như hai anh em nghĩa là dạ. Là ông chầu nó cũng khó khăn ha anh ạ. Ừ, chế cái ông chầu chế ông chầu với này bây giờ ta chế cho chế chưa với em nói là em nói là nhưng mà cái đôi đèn em cũng chế luôn hả anh năm khỏi lên đôi đèn. Cái đó là tùy gần đốt nhang mình xá ba mình cúng thôi khỏi cả không có lại không có gì cái ảnh
Rồi bây giờ đây nè. Đây là cho già bao nhiêu, tiền là bao nhiêu. Đây là cho Đúng rồi. Mấy giờ mà hồi hai chị xui nó lên đeo cho chế đeo cũng cho cháu cho nó lên tròn cái ấy đi. Đi cho tròn đôi tròn bà. Hai chị em mình lên đeo cho con dâu con gái đi xui. Mẹ cho luôn không? Ừ, đeo chiếc đi cho con. Con dâu cái bữa cưới phải cho. Mẹ cho luôn hả? Mẹ cho luôn. Ôi, không có bữa đó làm lễ ha. Trong bà con á. Có bà con nữa. Của mẹ, phần mẹ với mấy gì nữa nữa. Không biết cái ngày con làm lễ là cô bé làm lễ cốt theo cho con. Thôi thôi chị với thằng Tháo là bông của vợ con để tổ chức có đông người ta mà mẹ nó đeo được. Cái này là hình như là mình để mình đeo cái đeo bông trước đi. Cái này chị xui với vợ thì cũng khỏi đeo, để thằng Vinh đeo vợ nó rồi. Cứ ghẻ đeo bằng tôi rồi. Nhưng mà con mắt con không thấy được cái đồ nữa. Tụi bái con chùi lắm rồi đó. Cả cái gì mình chế gọn cho con cháu. Em đeo đồ, mượn anh này em đeo giùm em. Tự đeo được. Dạ. Như hồi xưa anh phải cứ đi cứ vợ là phải lội lại mà phải đổ mồ hôi. Dữ lắm, kéo được đây á. Giờ lại lại khoảng mái giờ biết đi lại. Nhưng ba gì đó. Còn đổ rồi, 80 ra nè. Đó là lúc đi biển nè. Đi xe 16. Nhưng mà có là đang phải đang Campuchia. Mà đó, tính đi Campuchia không thì sao? Đẩy ghét cái gì ở biển. Trên không cho gì gần. Bây giờ xuống đây cái tự nhiên kêu làm đại diện xương ngang cũng hơi ngáy gì có gì năm bảy đâu có thông cảm nha. Đúng rồi vậy. Trời ơi, có cái gì mà đứng bên đây là đâu mà đứng bên đây là con Trang, có con Trang nó quay đó. Con đứng sau lưng á cho Vinh. Sà bóng cho nhà con vô coi sà bóng như mấy rồi. Nó đeo vô cái gì tự quá. Cho cái tay vô trong thử nó vô đây. Rồi vô luôn á anh, vô luôn.
cũng như tài mà tay nó tay có chịu không có cái con lại nó lại con dễ tay chứ mà bởi vì cháu là rồi đưa hai tay lấy nắm tay chặt mạnh cái coi sao bữa nay sao muốn tay muốn chân gì không gắn móc chân chân cho mẹ cái chân hình cho mẹ chè cái tay kia cổ út ra cổ út mà sao móc tay rồi cho nó gắn không gắn thở làm neo dữ mà giờ mà không lại không gắn ốc mua rồi kìa đem về nè ta làm cây nhà lá vườn ta làm lúc nào nặng lâu kìa mà hôm nay nó làm công việc nó không gắn vô rồi xong giờ hai đứa đại diện cảm ơn như là có làm lễ đó có bác hai mấy bác nè với chú trước đây mà chị đang cảm ơn bao nhiêu là bà bác với bà chỉ cho nó biết thôi mà hồi nãy nó là đại như bác nói rồi biết rồi chú út này bác năm này bác năm con sống hạnh phúc mẹ thương yêu nhau nhiều lắm.